Đèn LED này giúp cho can chỉnh ánh sáng theo chiều ngang. Đấy. Xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với Đăng Thông Auto. Hôm nay mình sẽ làm video review cho các bạn cái cách hướng dẫn căn chỉnh đèn khi mà lắp đèn cho xe ô tô. Như các bạn biết đấy là các anh em kỹ thuật viên của Đăng Thông Auto đang thực hiện căn chỉnh đèn. Đây là một con đèn LED V3SE được gắn lên xe Túc Sơn. Anh em biết nguyên bản của xe là có bi đây, tuy nhiên thì khách hàng thấy càng ngày là sử dụng bi càng tối đi do càng mờ sau 4 năm sử dụng, thì khách hàng đã qua Đăng Thông Auto và yêu cầu nâng cấp lên đèn LED V3SE. Đấy. Thì để căn chỉnh ánh sáng này thì chúng tôi có hai đèn tham gia để căn chỉnh. Đèn LED thứ nhất anh em lại có sát. Đèn LED này giúp cho căn chỉnh ánh sáng theo chiều ngang. Đấy ạ. Chiều ngang. Ánh sáng của đèn cao bao nhiêu từ bề mặt tới vị trí tâm đèn. Từ lên mặt đất tới tâm đèn bao nhiêu thì ra bảng nó sẽ tương ứng anh em để thấy chưa đây. Đấy. Chiều cao này tương với tâm đèn theo phương nằm ngang anh em nhá. Tâm đèn thì phương nằm ngang. Một dụng cụ thứ hai. Anh em quan sát đây là cái đèn laser màu đỏ. Dùng để căn chỉnh ánh sáng theo phương thẳng đứng. Cái đèn này nó tác dụng là giúp cho cái việc phòng ngừa cái việc đấy là chỉnh đèn lệch hai bên song song về một hướng qua một bên trái hoặc song song về bên phải anh em nhé. Khi sử dụng cái đèn này chúng ta đặt vị trí này căn chỉnh qua tâm theo hướng thẳng đứng này thì chúng ta sẽ được cái ánh sáng đi thẳng không bị vắt chéo không bị ngang. Đây anh em phải quan sát gì thấy không anh em thấy không? Đây là cái đèn laser ở bên tay phải. Đèn laser thứ hai là ở bên tay trái anh em thấy hiện tại kỹ thuật đang căn chỉnh làm sao để cái tâm vị trí này nó sẽ nằm vào vị trí này. Thì là sẽ chuẩn. Không có đèn này chúng ta làm thế nào? Nếu như không có đèn thì khả năng xảy ra rủi ro rất cao, đó là chúng ta căn chỉnh lệch về một hướng, lệch về bên trái hoặc lệch bên phải. Nếu như không có đèn nằm ngang chúng ta phải căn chỉnh bán kim lên giờ, được chưa? Mọi thông tin chi tiết anh em có thể vui lòng truy cập vào kênh YouTube Đăng Thông Auto.